Trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lấy bóng gốc cho một sản phẩm này. Trước tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người lấy bóng gốc cho nền trắng này. Đầu tiên mình tách sản phẩm này ra trước. Ở đây mình tách sẵn rồi. Cho feather. Đó, tách được sản phẩm ra. Tiếp đến là phần bóng này, mọi người sử dụng công cụ pen cắt bao quanh phần bóng, bao quanh hết phần bóng nhé. Tạo thành vùng trọn này, sau rồi mọi người để ý tùy vào độ mờ nhạt của bóng như này thì mọi người cho feather phù hợp. Ở như bóng này mình sẽ cho là 10. Rồi mọi người căn chuẩn di lên sẽ được phần bóng như này, bóng của sản phẩm. Chuyển nó về đen trắng, mọi người ấn căn chuẩn Shift U, nó sẽ trở về đen trắng như này. Bật sản phẩm lên như này. Rồi mọi người sử dụng công cụ E, chính là Easy Tool đấy, xóa mờ cho nó đẹp cái phần này đi. Mọi người ở đây sẽ nhìn thấy phần này nó kiểu hơi bị phân biệt giữa vùng nền và phần bóng. Mọi người xóa cho nó đẹp, mờ cho nó hòa trộn mấy cái bóng với nền là được. Đó, như thế đã hoàn thành xong phần lấy bóng gốc cho nền trắng. Ở đây mọi người có thể so sánh giữa nền chính này, sản phẩm chính này và bóng mình lấy không hề khác nhau là mấy đây. Tiếp đến, đây là phần bóng cho nền trắng nhá. Để làm phần bóng cho nền trong suốt là phần 2, lần lấy bóng cho nền trong suốt. Lấy bóng cho nền trong suốt là như nào? Có nghĩa là khi bạn để cái sản phẩm và bóng trên bất kỳ nền gì thì cái bóng vẫn giữ được cái phần bóng gốc của nó, giữ được độ đậm nhạt của nó. Ví dụ như cái này là bóng dành cho nền trắng thì nó chỉ có thể để được trên nền trắng. Khi mình để nó trên nền đen nó sẽ như này, nó sẽ không là bóng gốc nữa. Hay để trên nền khác, nền đỏ, đó, nó sẽ như này, không phải là tạo bóng nữa rồi. Làm sao để được bóng trên nền khác mà không bị như thế này thì có một cách. Đây, mọi người tắt hết tất cả layer, chỉ để lại layer bóng. Sau rồi vào phần channel rồi, kích vào loát vùng chọn. Ở đây nó chọn vùng chọn sẽ là vùng chọn ở phần ngoài, không phải vùng chọn của bóng. Mọi người đảo ngược vùng chọn bằng phím tắt là Ctrl Shift Y, hoặc phím tắt nhanh hơn mình thường dùng là Shift F7 thì nó cũng sẽ đảo ngược vùng chọn đó. Sau rồi mọi người cho một layer, tạo một layer ở trên này, reset màu về màu đen trắng, ấn phím D, đổ màu đen lên chính cái layer ấy, nhớ là để vùng chọn nhá, và đổ màu đen lên chính cái layer vừa tạo, đổ màu đen lên, bỏ vùng chọn, tắt phần bóng vừa lấy bóng trắng đi, bật sản phẩm và bật lên. Đây, như này mọi người sẽ không thấy sự khác biệt, nhưng khi mọi người cho một nền khác, ví dụ ở đây nền đỏ này, đó, bóng nó vẫn hòa trộn được với nền này. Nền khác nữa này, nền xanh này, bất kỳ nền gì, đây gọi là bóng nền trong suốt này. Đó, đấy là những cách tạo bóng trên hai nền, đó là nền trắng và nền trong suốt. Nền trắng thì có thể chỉ tạo được giữ lại bóng cho nền trắng mà thôi, còn nền trong suốt thì khi bạn đặt bóng đó trên bất kỳ nền gì nó cũng giữ lại được cái phần bóng gốc. Đây là phần hướng dẫn làm bóng theo cắt bên này.
Mình sẽ hướng dẫn thêm mọi người một cách làm bóng là dùng để bóng chấm, dùng cớt hoặc lê-bô để chấm này. Bóng này thì mọi người chỉ cần khoanh vùng như này. Khi gặp những bóng phức tạp, mọi người có thể sử dụng cách này. Đây, dùng lasso tool khoanh vùng bóng như này. Ctrl Z lên, tắt cái layer vừa nãy đi. Sau rồi mọi người ấn Ctrl N hoặc Ctrl M để mở cớt hoặc level. Đây là level này, cớt thì là Ctrl M. Máy mình hình như bị lỗi, chỉ ấn được level lên. Đây, bật level hoặc cớt lên. Mọi người sử dụng cái bút chấm trắng này này, chỉ vào nền, giữ phím An, nó sẽ màu đen như này. Mọi người chấm cái vùng trắng, chấm đến phần bóng gần nhất thôi, đừng chấm quá nó sẽ mất bóng. Đó, ok, như thế. Sau cũng chuyển nó như cách hướng dẫn vừa nãy, Ctrl Shift U và dùng Easy xóa, bật sản phẩm lên này, xóa, xóa chọn, nó đẹp hơn. Đó, như thế cũng tạo thành bóng, như thế là xong. Và muốn chuyển nó thành bóng channel cũng như cách vừa nãy, mọi người tắt tất cả layer, chỉ để lại layer bóng này. Qua kênh channel này, kích vào vùng chọn, đảo ngược vùng chọn, tạo một layer ở trên, đổ màu đen lên. Đó, cũng tạo được bóng channel. Như trong video mình đã hướng dẫn mọi người cách làm bóng. Mọi người làm theo video để làm tập làm bóng